Xin chào thành phố Cần Thơ xinh đẹp. Thương hiệu phụ kiện thời trang Ellie đã chính thức có mặt tại địa chỉ số 169 Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nâng tổng số hệ thống Ellie lên tới hơn 50 showroom trên toàn quốc. Tuần lễ khai trương diễn ra từ ngày 19 tháng 10 đến hết ngày 25 tháng 10, cùng siêu ưu đãi lên tới 50% cho những tín đồ yêu phụ kiện thời trang mang vẻ đẹp đầy chất Pháp. Hãy ghé thăm Ellie Cần Thơ để trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng đẳng cấp.